Với số trứng mình thu hoạch được, hai đội được phát thêm mỗi đội 5kg rau. Trong 30 phút, hai đội hãy mang ra chợ bán hết. Yêu cầu đạt số tiền tối thiểu là 300k. Đội nào bán đạt yêu cầu 300.000 và bán được nhiều tiền hơn sẽ thắng, được quyền ưu tiên trong thử thách tiếp theo. Đội đi xe hơi kìa. Ủa, đi bán trứng rồi đi xe hơi. Hay chưa? Anh xin em đừng nhắc tên tôi làm gì. Được. Ông em ơi, ông xe nó cũng chật. Mấy đứa nhớ cái vụ mà hôm qua ngủ không? Rồi khỏi khỏi ý kiến nữa. Không anh, ở sao có bốn. Đóng cửa lại luôn, đóng cửa lại luôn. Rồi, lên được chưa? Bộ lên tôm anh thấy tình hình đi phía sau anh sắp hả? Vừa vỏ trứng mà vừa rau nữa, không biết đâu được, vừa đi vừa bán nhanh hơn mình đó. Chú sao ơi, chú sao ơi? Dạ cô chú, bên kia xe ấm êm quá, tụi con đi chợ ra khổ cực. Cô chú cho con mượn cái xe chứ con bán hết trứng đem tiền về cho cô chú rau. Đó là điểm tụ điểm để buôn bán là ở ngoài chợ chứ không phải đi bán hàng rong. Mình đang có lợi thế, như là sẵn đây có ba anh em nè, khai thiệt đi, ai điệp viên? Em nói trước giờ nói thẳng luôn là em là không phải điệp viên rồi đó. Em mới tham gia chương trình này thôi. Ba dòng mới mới tham gia điệp viên đó. Ba anh em trong đội thì ai có thì phải báo trước để mình biết chứ. Biết rồi để mình tính toán. Hình ơi, nắng quá Hình ơi. Thôi đi. Đi bán rau. Trời ơi, đây bình yên quá ha. Cuộc sống mà bán rau xong rồi cái đi bán trứng vịt. Đi về quê sống đi em. Không thể bỏ làm ca sĩ. Về sống đi, anh thấy em về quê sống được á. Lạc rồi nè. Thấy vậy thôi chứ về đây sợ buồn á anh. Nhưng mà sau này về già chắc về quê sống á. Giờ mình còn trẻ mà, còn khỏe mà, lên chở mình cày em ơi. Giờ phải nhờ, mình thấy cái rau này khó bán lắm, không phải dễ bán đâu, ra chợ đi. Ra chợ nhiều khi người ta biết mặt mình, người ta mua giùm. À, còn này là người ta trồng hết rồi. Đây là người ta không mua đâu. Trời ơi, cô chú ăn cơm mà dễ gì cô chú mua. Thôi vui vọng quá anh ơi, đi riêng thôi. Chứ ở đây cũng ít nhà ha. Ở đây có 2-3 nhà. Kể tới chợ. Mừng quá má ơi. Trời ơi. Đi vô chợ bán đi. Trong cái lạnh cảm giác ngột ngạt quá. Tới chợ. Chợ Tân Trung. Bưng rau bán nhẹ nhàng đáng yêu. Ủa? Mệt mỏi không cô em? Ờ,
không sao, thật ra đường dài mới biết sức ngựa nè. Không, giờ không nói nhiều nữa, mình hành động thôi. Ai mua trứng không? Chị ơi, mua trứng. Chị đi chợ hả? Trời ơi, đồng nghiệp. Trời ơi, mình bị đụng hàng luôn. Ai mua trứng không? Con mua phải không cô? Dạ. Trời ơi. Cô nhiều cũng được. Nói chung là con bán á là 1 nhưng mà con xin là 10 lần. Bán á là 1 nhưng mà con xin là 10 lần. Nói cô muốn mua dịch vụ hết. Dạ con mua nhiều cũng được trơn á. Đi ra vậy. À ổn mẹ kêu nè. Mẹ đã có quá không kẹp rồi. Cái này bánh cam hả cô? Con mua một con hả cô? Tại con đang quay, con không có đem theo tiền mặt chứ không con mua rồi đó. Dạ, cô cho con xin 20-30 gì đó cũng được. Dịch ngon hả cô? Ở đâu xuống bán nè. Dạ, ở trong đây nè, trong đây chỗ. Đẹp quá mà xem cái hộp dịch. Bán cho cô đi. Để chị đi lên vô chị lấy tiền. Dạ, em cảm ơn chị. Chị lấy tiền ra đi, em đợi chị mà. Để chị vô chị lấy tiền mới được. Dạ. Chị lấy mấy chứ chị? Chị lấy mấy dạ. Lấy 1 chục. Bây giờ anh mua bao nhiêu cũng được, anh cho thêm tiền cho em càng được. Mất lên để em gọi xuống. Chục không anh chơi đó mày. Cho em xin thêm cái bao nữa chị ơi. Với tình hình buôn bán phát đạt vậy anh mua một bánh cam ăn nha. Anh ơi, tiền chưa có đâu mua bánh cam rồi. Mấy chị xin gái mua ủng hộ em 1 trứng cũng được nữa. Nhiêu trứng? Dạ 5.000 một trứng. 1 trứng liền. Đó. 1 trứng liền. Cảm ơn chị thật dễ thương chưa từng có. Đó. Nhẹ nhàng. Có ai mua 1 trứng em không bán nữa. Mọi người ơi, ủng hộ giùm em. Trứng vịt siêu khổng lồ chỉ có 5.000 thôi. Rào khó bán của mọi người ơi. Trời ơi, xong kia đâu mới vậy kìa. Mua đi. Ơi, trong đó mua quá trời kìa. Ngồi yên một bà con, chị mua ủng hộ giùm em đi chị. Chị, trứng vịt siêu khổng lồ. Con tiểu thương mình phải bán đi. Ba anh em mình trẻ ra nha, em đi bán nha. Dạ, vô đây hơi khăn à. Ủa anh Thành ơi. Sao khăn chị? Dạ. Sao khăn? Dạ, em bán chưa được. Chị còn quá trời luôn, em chưa đủ tiền chương trình nữa. Dạ, chị mua ủng hộ em nha chị. Dạ, em mua là em có được lên chương trình không? Dạ, được luôn chị. Có anh máy quay nè. Chị, được luôn chị. Trời ơi, chị. Em mời chị đi dạ. Em mời chị luôn. Dạ, em mời chị vô đây. Chị mua được. Thật ra là bán đúng giá là 30 ngàn là chục trứng. Bên kia bán 30 ngàn, bán 50 ngàn chục. Bên kia 30 ngàn chục kìa. Bán vậy chị ơi. Cái gì? Đâu? Không có. Đừng có nghe lời đồn đại. Bên đó trứng dạ. Nhỏ. Bên đây trứng đây một hộp hả chị? Dạ đây. Chị mua một hộp hả? Dạ. Một hộp hả? Bán một hộp luôn. Mua một trứng nha cô. Em chào chị đẹp. Chị ơi, chị mua ao giúp em nha chị. Em mua 1 triệu. Đủ không? À. Trời ơi. À. À, mua 1 triệu thiệt mà. À. Em với anh bán sắt luôn đi anh. Ủa mà sao chị mua tới 1 triệu? Chị tôi mua anh xem bao nhiêu là bao nhiêu, tôi mua 1 triệu. Chị cho em 50 luôn hả? Hả? Cho em 50 luôn hả? Trời ơi, cảm ơn chị. Mà phải cho tôi thấy cái mặt tôi nghe. Nè, thấy mặt chị luôn. Đó, chị tôi nghe nãy giờ tôi đĩa. Cái ống này dữ lắm rồi. Trời đất ơi, dạ chị Linh này, em cảm ơn chị. Chị tên gì ạ? Hả? Chị tên gì ạ? À, Nít Tiêm á, tôi là người giàu có. Trời ơi, em xin cảm ơn chị người giàu có. Hồi hứa em không có. Đừng quan tâm mấy cái mối nhỏ nữa. 1 triệu. Cái gì vậy? Không phải. 1 triệu tiền bao. Trời đất ơi chị ơi. Trời ơi chị giàu có. Anh đi ra. Đi ra. Người ta mê Lan Hạnh. Anh Lan qua đây anh Lan. Cắt sọc. Có khách hả? Trời ơi, bên đây sọc lắm. Chị Hương, đây còn đây mấy nữa. Chị Hương sọc không? Bây giờ mình có ủng hộ đi chị Hương. Anh vô chụp hình với chị Hương và công anh Thành ơi. Vô nè. Thôi em bắn qua chị này. Chị để rau trứng em đi chị. Chị muốn trứng đi chị, mình mua bó rau về mình nấu cơm em đi. Chị
mua ở đây, có trứng ở đây nè, trứng vịt bự lắm. Ở đây, ở đây. Ê, ê. Còn rau không? À, mua mạo 40 ngàn nè. Đi vô khác rồi. Mua cho sao nhiều, nhiều. Đây. Rau 50 bó. Mắc gì? Rau gì 50 bó. Cô ơi, con còn 6 trứng rồi cô. Trứng cho con. Dạ, trứng luôn rồi. Bây giờ con 6 trứng cho con. Đây em đã có bán hết hàng rồi đó con. Đẹp trai dữ ta. Dạ. Đẹp trai em không đi cả. Bán trứng còn giỏi nữa. Rồi, coi cho tôi đi thật ngờ luôn. 20 ngàn luôn hả? Bán luôn. Bán luôn thật ra là 5 ngàn một trứng. Đây, em mới bán 30 ngàn hả? Thôi được rồi, mua luôn, bán luôn. Bán luôn. Bây giờ bán luôn. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn cô. Hay quá hả? Đâu rồi? Ê, bánh cà bánh tiêu. Trời đất ơi, ngon quá anh ơi. Trời ơi. Á, hồi sáng giờ quá à, anh trai ơi. Đúng rồi. Hồi sáng anh. Thật thì bên đợi tôi cũng bán xong hết rồi. Nhưng mà tiền chắc không đủ. Không đủ tiền mà không có dư đến nỗi mà phải mua cái bánh cam này. Hồi nãy trên xe em nhớ anh nói cái gì với nhóm của em không? Đúng rồi. Nói gì với ai, ai giữa. Không bạn ai ơi. Tôi đâu. Thôi bạn ơi. Cuộc sống này là. Dư để làm gì, nó mở màn của nó hay chưa. Trời ơi. Trời ơi, bây giờ hành lại gia nhà giàu. Dạ. Anh nghĩ anh nên bỏ nghề diễn viên đi, em đi qua buôn bán luôn đi làm. Chúng ta hãy tổng kết. À, và chúng ta đã thu lại được 310 ngàn, vượt chỉ tiêu. Bên đây bán được bao nhiêu? Tụi em xè có 1 triệu này vô túi lại đi. Rất là may mắn. Rất là may mắn. Hay không bằng hên là. Dạ. Đây đây để nhắc cho mọi người nhớ nè, tụi em còn 200 ngàn tiền sáng tụi em chưa đụng vô đó. À, thì em bù vô. Dạ. Okay. Ok. Rồi mình có nhiệm vụ mới các bạn à. Đại chiến danh ca. Đội thắng ở nhiệm vụ trước được quyền ưu tiên lựa chọn một trong hai thể loại âm nhạc rock và rap. Hai đội sẽ nhận được lời bài hát ban tổ chức quy định, và trong vòng 40 phút mỗi đội phải tìm thêm một tiểu thương ở chợ cùng kết hợp thành một tiết mục văn nghệ theo thể loại âm nhạc quy định. Sau đó hai đội hãy trình diễn tiết mục tại chợ và người dân chính là người quyết định kết quả. Thôi à, bây giờ tụi em chọn nào, thế mạnh thì chọn thôi. Vọng cổ lá sầu riêng. Wow. Góc mùa thu lá bay. Vọng cổ lá sầu riêng. Chơi này đi. Tại vì cái này miền Tây người ta hay lắm, người ta dễ biết hơn, nhiều dễ lắm. Hơn, dễ hơn. Đây gửi lời rock cho mấy anh. Chị Hương ơi. Chị Hương lại nha. Vậy chị Hương ơi. Nãy á là tụi em nhận cái tấm lòng của chị, thật sự tụi em rất quý. Nhưng mà tiền tụi em đã đủ. Thật ra là cái này là em nhận tấm lòng nên em gửi lại chị. Ủa sao nhận? Em gửi lại. Không, từ tập tụi em nhận cái tấm lòng. Thật sự tụi em rất quý. Nhưng mà bây giờ em mời chị tham gia tụi em một tiết mục được không? Mình tham gia mình hát ở trong chợ được không? Rồi, cả tiền cách xe mời nghệ sĩ luôn. Dạ. Dạ đây. Đây bài này lát. Giọng cổ lát hồng riêng dễ lắm. Hát rap, hát rap. Ôi, không có biết đâu, rap vừa không chơi. Hát giống hát chung tụi em. Mà giờ chị đang làm gì? Giờ chị đang ở chợ. Đang ở không chưa? Không. Tham gia văn nghệ với em được chứ? Được. Ô, ra đây, ra đây. Ra đây liền. Lên đi chị, thay đồ. Thay đồ hả? Không, mình tập vợt đi, lát nữa mình xuống sao mình có khán giả dưới luôn đúng không? Cà bên kia dữ luôn á. Trời ơi, bên kia có chị kia sung quá kìa chị Hương. Yeah. Yeah. Bên kia chơi rồi chị Hương. Đó, em là có ca sĩ rồi đó nha. Em ra đây một góc riêng em tập. Giờ mình ghé đi nè. Sầu riêng. À, ăn vô là ghiền hả? Ăn vô là ghiền hả? Chơi sầu riêng à? Ăn là đụng vô là chảy máu hả? Vậy thôi. Giờ mình làm lại đi nè. Sầu riêng. Cô gái bán sầu riêng. Sầu riêng ăn sầu riêng. Dạ. Còn sầu riêng là riêng. Sầu riêng ăn là riêng. Dạ. Dạ. Hát bài đẹp. Hát rap đi dì Hai. Hát được không dì Hai? Dì Hai. Nghe được không dì Hai? Dì Hai hát. Rồi. Con đặng. Rap đi. Hai người luôn, mình có được cả hai người luôn tại vì hai. Con này xong cái chèn rap vô, xong cái mình hát tiếp. Nó ra vậy nhưng mà nó ra từng khúc khúc cho mình rap gì đó. Phai màu sầu riêng cay chưa đông lòng. Đó, đúng rồi. Ban tổ chức yêu cầu là mình phải hát nhạc rap, là nên là chị hát cái đó là được. Thà bỏ hết làm từ đầu được. Từ đầu mà nhớ là có khúc. Thì đó, chị hát một khúc đó thì em thôi. Không có không sao cả. Tại vì mình nhá, rock nên em chỉ cần em khiều chị ra thì chị hát khúc đó nha. Bây giờ tập nè, bây giờ tập em khiều cái là chị hát.
Phúc là thà bỏ tên là về đầu nha. Một ngày sống bên em sẽ muôn đời giống cho mưa đời đã mòn tháng năm. Thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu. Thà là bỏ đi hết ta như nhau. Rồi xong. Đấy em. Lại trời được yêu mới nhau. Lại trời được yêu mới nhau người ơi. Đừng mang trái ngàn chia lìa lứa rồi. Thà là bỏ hết ta làm về đầu. Thà là bỏ đi hết. Đó em cứ đụng vậy là giá của đó nha. Đó đó là chỉ có em đụng vậy cái là giá cái đó. Rồi tới Tuyên. Có nhiều đó. Thế gian ơi sao nhiều cay đắng. Thế gian ơi sao nhiều cay đắng. Tình vẫn nắm tay còn người khủng xa ta rồi. Không. Em đụng gì cái này hát liền. Ta là bỏ đi hết, ta làm lại từ đầu. Ta là bỏ đi hết, ta làm lại. Đó, đúng rồi. Đó, rồi, cứ câu đó thôi nha. Cứ một câu đó thôi. Một câu hát hoài. Kính chào bà con cô bác của chợ Tân Trung. Ngày hôm nay, chúng em là biệt đội xã Sạch Chết tới đây vừa dựng cái sân khấu bất thình lình để xả xì chết cho bà con đây một tiết mục văn nghệ ngẫu hứng của nhóm xả xì chết và những ngôi sao ca nhạc đình đám ở chợ Tân Trung. Hãy cho chàng hô tay cho hai siêu sao. Một đại gia chợ Tân Trung chị Hương 1 triệu. Bên em hai diễn viên lận anh. Quá dữ. Hai diễn viên rồi. Dạ chị hai. Dạ chị hai. 2 triệu. Trời ơi sao nhiều ca sĩ quá vậy. Dạ bên em diễn tiết mục nữa rồi mình chán lắm. Dạ trời. Dữ mời ca sĩ dữ vậy ta. Dạ tất cả quý vị khán giả ở đây sẽ đóng vai là giám khảo. Khi tiết mục trình diễn xong ai thấy thích tiết mục đó thì vỗ tay thật lớn, vô tay hò hét thật nhiều giùm em nha. Đồng ý không bà con? Dạ, mời trình diễn của tụi em sẽ được phép bắt đầu. Hương, em đang lựa sầu riêng hả Hương? Em có biết anh nhớ nhiều lắm không Hương? Ủa, rồi mẹ đâu? Bác gái đâu? Bác gái, nhưng mà con thương Hương thiệt mà. Hương rồi bạn đi dẫn đi luôn ha sao? Hương, em nói gì đi Hương? Nói gì đi em? Phải mồ. Đừng mà Hương dừng mà. Mình vô hai lần rồi. Đâu? Đâu? Lên! Lên đâu? Lát đi mấy mẹ. Lên! Sầu riêng, sầu riêng nha. Sầu riêng, sầu riêng nha. Con phải bán sầu riêng nha. Con phải bán sầu riêng nha. Gái gốc Huế, nhà em sống vào buôn Tân Bình. Yeah! Nay về đây, chợ Gò Công bán sầu riêng một mình. Yeah! Tiền không thiếu. Sầu riêng em hiền nhiều. Chỉ cần anh đến hỏi là em sẽ gặp đầu chịu yêu. Yeah. Sầu riêng. Và bây giờ tiết mục Mùa Thu Lá Bay phiên bản rock xin được phép bắt đầu. Hãy Hương nhảy.
tránh anh chị lìa lứa đôi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, vừa rồi là hai màn trình diễn thật là máu lửa của hai đội. Và sau đây là phần chấm điểm rất là cam go và khó khăn của những vị giám khảo. Và sau đây, ai là người ủng hộ cho đội của chị Hương và chị Hai chiến thắng? Hãy giơ tay thật cao nào. Là phần trình diễn của đội Rock Mùa Thu Lá Bay của chị Bảy Hường. Của chị Bảy Hường, ai là người ủng hộ? Giơ tay thật cao nào. Mình còn nếm gì nữa. Và chương trình văn nghệ ngày hôm nay sẽ tạm khép lại. Và chúng em sẽ quay lại chợ của mình ở một ngày gần nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Ta-da. Và bây giờ là giây phút tan rã, giây phút lật mặt nhau. Bởi vì chúng ta ai cũng đều phải sống một mặt hết, đừng nên sống hai mặt. Và trong đây 6 người có một con người sống hai mặt, và chúng ta cần phải triệt khử người đó. Nói chứ, ai là điệp viên? Điệp viên là sao? Lật mặt điệp viên. Điệp viên là những người biết trước đáp án và được hỗ trợ. Mỗi người đặt cược bỏ ra 200.000 tiền mặt, dựa vào sự phán đoán điệp viên bí mật. Nếu một người đoán đúng sẽ được hết số tiền, nếu hai người đoán đúng trở lên số tiền sẽ được chia đều. Nếu người trong đội thua cuộc đoán đúng điệp viên thì sẽ thoát khỏi hình phạt. Nếu điệp viên che giấu được thân phận và không bị ai phát hiện sẽ được toàn bộ số tiền và thoát hình phạt. Nếu bị phát hiện, điệp viên sẽ bị phạt gấp đôi. Em thấy là lần đầu tiên có sự xuất hiện của một đối tượng, đó là bạn Tri. Là lần đầu tiên mình không đoán ra được ai luôn, mình không biết nhân vật này là ai. Và nhân vật này cũng ghê gớm lắm. Phải là một người coi rất nhiều về biệt đội cũ. Điệp viên là Tri. Em thì em dựa vào cái việc sáng nay đi chung xe Tú. Thì Tú hỏi là ủa Lan có biết vụ gì điệp viên hay không. Em nói ủa có cái này nữa hả? Là em không biết thiệt. Lúc đầu em có hơi nghi nghi Tú. Tại vì Tú thường hay kiểu một là Tú sẽ hay hỏi chứ vậy. Và cái điều em hơi nghi ngờ anh Thành là cái sự diễn của anh vì cái sợ hôm qua. Tại vì thực chất anh Thành không phải người sợ như vậy. Nói chắc chắn tôi nè. Thành sợ thiệt anh. Anh chơi Thành cũng mấy cái game show về những cái đó. Cho nên là em bắt đầu có nghi vấn ở đây nha. Cho nên là em cho mày nói đó. Anh Tiên với là bé Chi. Ủa một người thôi à. Không, okay. có quyền suy luận, không biết đâu. Okay. Thật sự á, từ hôm qua cái thông tin là điệp viên ở trong 6 người là anh đã nhận trước đó rồi, trước khi quay luôn rồi. Ừ. Anh thề với lòng luôn, anh không hề để ý ai sẽ là điệp viên. Tại anh nghĩ anh em mình rã là một gia đình là 6 người rồi. Rồi tự nhiên anh quên hẳn cái đó luôn. Rồi cái sáng nay là chiều hôm qua thì mới có nhắc mấy cái đó. Điệp viên là biết trước hết những hành trình đúng không? Và đã biết trước được cái căn nhà của chúng. Đúng rồi, và tới nhắm ngay thẳng đó. Tại vì ban tổ chức đã xin cái nhà đó, thẳng nhà đó. Dạ, à, xin. Không, đúng không? Vậy là cùng mới nghi ngờ với em hả? Được, nghe thôi. Đó là một cái sự gì đó. Nhưng ghê nhất là kêu nhỏ đi xin để không bại lộ thân phận. Trời đất quỷ thần ơi. Nếu như vậy thì mọi người phải nhìn cái khác vậy em. Tại hôm qua em với anh Đạt, hôm qua em còn em với Đạt. Nói từ từ thôi. Em lẽ anh không nghĩ em đâu, em nói hoài. Vừa cho em nói nha, có một cái điểm gì đó. Em nói đi, tới em nói á. Nghi vấn là gì? Là anh Tiên,
em là đi lại là trong cái sự gì gọi là tình cờ, là em thấy cái nhà đó ô gần quá, mình đi lại mình xin thử. Nhưng mà còn anh Tuyên là anh Tuyên tiến thẳng tới cái nhà đó, anh Tuyên xin luôn, nhưng mà tiến thẳng tới nhưng mà thấy em đi rồi nên thôi không lại nữa, là để cho em xin luôn. Còn một cái nghi vấn của anh Thành nữa là em để ý cái số tiền tính hôm bữa là anh Thành rất chắc chắn và không có ai vạch menu ra để coi tiền cả. Người ta chương trình là người ta lúc tay. Ủa tự nhiên chơi tới khúc này cái mọi người ganh ghét nhau luôn. Đâu rồi, em nói thiệt với anh, em nghi ông Tuyền. Em cũng vậy. Tại vì sao? Có rất rất nhiều lần anh Tuyền lặp đi một cụm từ rằng bữa nay là gánh nặng của đội. À, anh Đạt nha. Anh Đạt là lưu ý cái việc này. Đúng rồi. Em cũng chưa nghĩ tới, nhưng tới khi mà em nghe thông tin là có điệp viên trong đám này thì em bắt đầu xoay lận lại. Ủa sao ảnh cứ để cho mọi người phải nghe cái thông tin đó lặp đi lại để ảnh trở nên vô hại trong mắt mọi người. Tú, em nghi tiếp Tú. Kiểu lầm lầm lì lì á, cái kiểu mà tự nhiên có lâu lâu nó nghi em. Cái em nói, à thằng này chắc là nó muốn kiểu như nó sẽ đá qua mình để mình là cái kiểu dạng như mọi người cũng sẽ nguy hiểm, mọi người cũng sẽ nghi ngờ để nó bán đi thân phận cho nó qua em. Chắc chắn anh không phải là viên chắc chắn 100%. Ê vậy nha, anh chơi với ông anh của anh hiểu. Anh Tiên khi mà xìa tay vào đây thì có một người cản lại. Cản lại một cách rất phản xạ tự nhiên. Mà người ấy ở rất xa cái đường. Rất phản xạ tự nhiên. Trời qua trận luôn à. Tự nhiên những cái nghi ngờ của em Vĩnh Tiên xóa sạch. Từ Tú xóa sạch. Những cái suy luận cứ là sao bé hết. Hai con bé này chắc chắn có vấn đề. Em thà nha, em nói về cho mọi người, em thà Tú, thà anh là điệp viên mà kiểu ok giờ đàn anh diễn hay quá, ok đàn em thua em chấp nhận, còn đỡ hơn bốn con người làm ngày bao nhiêu năm. Đấy, chắc mũi chưa sạch qua mặt em tức nên bây giờ em có đón sai em cũng đón một cho hai nhỏ này sao. Tiên thì nghi ngờ bé Dương Chi. Chị tự là hiểu hiểu rồi. Dương Chi leo leo. Dạ, em Dương Chi nha. Ồ, hai bé này thoát ta. Anh. Ê hèm, các bạn. Mở ra đi anh. Mình coi cái này chứ. Trời hợp nha. Trời ơi, thanh. Con trai đó nha. Rồi em rồi. Tóc này là Tuyên rồi. Anh Thành. Anh Thành. Đây là cái điều mà Thành rất mong muốn nha các bạn. Mình thích cái kiểu lén lút, thích cái kiểu vụng trộm, cái kiểu mà ẩn mình á, giống như là ninja vậy. Mà đợt này con được giao nhiệm vụ là điệp viên bí mật. Vô ai biết Thành là điệp viên. Tôi bảo đảm nó là người của ban tổ chức. Có tay dành như một lực luôn hả? Ê con bé nó vẫn ghê gớm với anh vậy. Anh ơi vậy cũng nhục quá anh Thành. Vẫn bị cười vô mặt mà. Dạ Thành mới đáng ngại. Thành đã sử dụng đúng tiền chiêu của mình là tung quả mù làm hướng lên bé Dương Chi quá trời luôn. Ghê thiệt luôn á. À, cảm ơn Dương Chi đã đến với chương trình. Dạ bạn đồ sở trường em mà Thành. Đó, trời ơi mấy em dễ thương quá. Ngày hôm nay vô tình các em được thưởng thức một cái chương trình biểu diễn thời trang, gọi là biểu diễn thời trang hẹp phố bất thình lình cho hai siêu người mẫu của siêu người mẫu điệp viên bị bại lộ. Thần Thái lên được chứ. Đúng rồi. Thần Thái lên nè. Chuyên nghiệp lên. Ồ, Thần Thái gọi là zombie. Trời ơi, tạo nhát con nhau. Chuyên ra thầy chồng. Rồi. Phương lang thang. Trời ơi, tự tin. Kiểu bước sải chân là tự tin. Đó, gục mặt. Quay lại. Wow. Rồi, hai người, hai siêu mẫu của ta, nhìn hiểu một lần nè, kẹp tay, vô!
cầm bằng lên. Nào các bạn thân mến, sau màn trình diễn thời trang của hai siêu người mẫu, các bạn thấy hai siêu người mẫu mình thấy như thế nào?